À, xin chào anh chị. Hôm nay tôi sẽ nói với anh chị về vấn đề chôm chẩn đoán trong phụ khoa. Trước khi nói về phần chôm này, chúng muốn đưa ra một cái vài hình ảnh về giải phẫu để các anh chị có cái sự nhìn nhận lại về các hình ảnh về giải phẫu. Thì chúng ta rất nếu chúng ta không nắm kỹ được hình ảnh giải phẫu thì khi làm siêu âm chúng ta sẽ rất khó khăn, đúng không? Các tạng mà chúng ta thăm dò là các tạng nằm trong tiểu khung. Đấy, và hoặc một phần trong tiểu khung. Ví dụ như buồng trứng, ví dụ tử cung thì nằm hoàn toàn trong tiểu khung, nhưng mà khi ví dụ trong thời có thai chẳng hạn, nó sẽ phát triển ra ngoài tiểu khung. Đấy. Hay buồng trứng thì bình thường nằm trong tiểu khung, nhưng khi to quá thì nó cũng nằm ra ngoài tiểu khung, lên trên tiểu khung. Liên quan đến nó là các tạng xung quanh, đó là bàng quang, đó là trực tràng, ruột, là các mạch máu xung quanh. Trong phụ khoa ấy, cũng giống như là các siêu âm khác thôi, chúng tôi cũng thường thường hay sử dụng cái đầu dò thanh bụng 3,5 MHz hoặc là 2,5 MHz tùy từng hãng sản xuất, tùy từng loại máy. Chúng tôi còn sử dụng một cái loại đầu dò khác nữa là đầu dò âm đạo. Thì ưu điểm của đầu dò thanh bụng đấy là gì? Với đầu dò thanh bụng thì chúng ta sẽ có góc nhìn tổng thể lớn, góc lớn. Vì sao vậy? Cái rẻ quạt nó lớn này, nó bao được cái hình ảnh là lớn hơn. Thứ hai, chúng ta nhìn tổng thể như thế thì chúng ta sẽ thấy được mối liên quan với các cấu trúc khác ở trong vùng tiểu khung. Liên quan thôi. Chứ đánh giá về mặt cấu trúc chi tiết là cái đầu dò thanh bụng khả năng đánh giá rất tồi. Nhưng vấn đề đặt ra là chất lượng hình ảnh trong đầu dò thành bụng thì sao? Chất lượng hình ảnh trong đầu dò thành bụng thì dù rằng với cái máy đời mới nhất thì chất lượng hình ảnh ở đầu dò thành bụng cũng không thể nào bằng đầu dò âm đạo được. Tại vì gì? Cái cường độ của đầu dò thành bụng nó chỉ có từ 2,5 đến 3,5 hay đến 5 MHz thôi. Thế còn cái đầu dò âm đạo, cái cường độ của đầu dò âm đạo rất là cao. Nó cao, nó có thể đến 10 và trên 10 MHz nữa. Do đó nó đảm bảo cho chúng ta một cái hình ảnh thật sắc nét, rõ ràng hơn rất là nhiều. Đấy, và chúng ta có thể phóng to lên, chúng ta có thể được phân tích tỉ mỉ hình ảnh dễ dàng hơn. Và thứ hai, với cái đầu dò thành bụng có hai cái vấn đề đấy là chất lượng hình ảnh kém hơn và bàng quang phải luôn luôn nhịn. Còn một cái bất thường nữa là gì? Chúng ta nhịn tiểu, nếu mà nhiều quá nhịn tiểu nhiều quá thì chúng ta có hình ảnh không tốt, cũng không tốt. Nhưng ít quá thì không nhìn thấy gì. Đấy, cho nên nó khó khăn ở cái chỗ đó. Cho nên là trong khi chúng ta siêu âm bằng đầu dò thành bụng ấy, nhất là những trường hợp thai rất là nhỏ, chỉ 5-6 tuần đôi khi, hoặc là những u xơ tử cung mà nằm thành sau tử cung, hoặc là những cái tử cung gập sau ấy, thì đôi khi chúng ta bắt bệnh nhân cứ nhịn tiểu đi nhịn tiểu lại, lên rồi xuống, lên rồi đến lúc người ta nhịn được nhiều rồi là đôi khi phải bảo người ta đi giải bớt đi. Thế cái này là gì? Khi mà có đầu dò âm đạo ra thì trong một số trường hợp chúng ta giải tỏa được cái vấn đề này, bởi vì chúng ta sẽ giải quyết tốt hơn mọi vấn đề. Với đầu dò âm đạo thì chúng ta đánh giá được hình ảnh chi tiết của cơ tử cung, niêm mạc tử cung, cổ cung của buồng trứng. Tại vì sao? Tại vì độ đâm xuyên của đầu dò âm đạo thì không sâu, nhưng đầu dò âm đạo cho những hình ảnh rất chi tiết. Do đó là chúng ta có thể phân tích được và chúng ta có thể phóng to hình ảnh của siêu âm đầu dò âm đạo lên được, để chúng ta sẽ có một cái hình ảnh nó sắc nét hơn, nó rõ ràng hơn, để chúng ta phân tích nó dễ dàng hơn. Nhưng nó có những nhược điểm, vì cái cường độ của đầu dò âm đạo là lớn, lớn hơn đầu dò thành bụng, nó sẽ là tỷ lệ nghịch với độ đâm xuyên. Cường độ càng lớn thì đi kèm với độ đâm xuyên của nó càng ngắn. Cho nên là gì? Khi các khối u to, vị trí cao trong tiểu khung thì sự quan sát của đầu dò thành bụng là dễ hơn so với đầu dò âm đạo. Bởi vì khi đấy chúng ta sẽ quan sát từ dưới chân quan sát lên, chúng ta chỉ quan sát một cực của khối u, ví dụ cực dưới chẳng hạn, chúng không bao trùm lên trên được. Vì với đầu dò âm đạo ấy, chúng ta có thể để độ sâu được 20, 15, 20 cm, thậm chí là hơn nữa. Nhưng với đầu dò âm đạo thì chúng ta không thể đâm xuyên được kiểu 15, 20, 25 được. Đấy.
bởi vì là nó sẽ bị vướng quất rất là khó khăn. Hai cái rẻ quạt của nó nhỏ như này, cái độ gì bao phủ của hình ảnh nó ít hơn. Thứ ba nữa là gì, khi biến đổi gió âm đạo ấy, chúng ta thăm dò ở bên trong được cái khoảng diện nhỏ ở bên trong, ví dụ như chỉ một khoảng của âm đạo như này thôi, khoảng của cùng đồ này thôi, thì gì chúng ta quét rất là khó. Nhưng trong khi cái đầu dò bụng nó to như thế này, nó có những cái đầu dò thành bụng to bằng cái này đúng không, chúng ta đặt như thế này thì đảm bảo nó đã quét được khoảng mười mấy cm của ổ bụng rồi. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy các tạng liên quan của các tạng sẽ rất dễ hơn rất là nhiều. Do đó trong phụ khoa và những cái trường hợp mà thai bé thì chúng ta thường thường dùng đầu dò âm đạo. Nhưng trong một số trường hợp thì chúng tôi phải kết hợp cả hai. Đấy là gì? Chừa góc tử cung, chừa sừng tử cung, thì chúng tôi phải kết hợp được đầu dò âm đạo và đầu dò thành bụng để chúng tôi đánh giá. Các khối u buồng trứng to thì cũng phải kết hợp cả hai, thường thường là đầu dò bụng. Nhưng mà trong trường hợp cần thiết chúng tôi phải kết hợp cả hai. Ví dụ với một cái đầu dò thành bụng, đầu dò convert như thế này đây. Một cái đầu dò convert tức là cái đầu dò cong, thì nó cái cường độ của đầu dò, cái tần số của đầu dò nó là từ 3, từ 3 đến khoảng độ 3,5 MHz. Đấy. Thì 2,5 đến 3,5 MHz. Chúng ta đặt đầu dò ở chữ thế thế này tức là gì? Đây là lát cắt dọc, nhưng thực ra nó là gọi là đứng dọc. Đây là lát cắt này là gọi là lát cắt ngang. Đầu dò người ta để đây, nhưng thực ra nó để đây, chúng ta nhìn thấy đây này, tử cung này, hai buồng trứng này, thì nó phải là cắt ngang cái vị trí này của tử cung. Với một cái đầu dò âm đạo thì nó có thể từ 5, 5,5 đến 10 MHz. Sau này có khi nó còn phát triển ra là hơn. Đấy, chúng ta dùng đầu dò âm đạo, chúng ta có thể thăm dò được các cái hướng khác nhau. Đấy, cũng có các lát cắt khác nhau, chúng ta có thể cắt được đứng dọc, đứng ngang, cắt ngang, tuy rằng nó sẽ khó hơn. Thì vì cái tư thế của đầu dò trong âm đạo, nó chúng ta di chuyển nó khó khăn hơn. Ví dụ đây là một cái đầu dò, đây là diện quét của đầu dò âm đạo. Thì chúng ta được tính được cái góc quét này là bao nhiêu, cái độ sâu này chúng ta cũng tính được bao nhiêu, cũng người ta trong máy nó tính được hết, cho nên chúng ta mới đo được các kích thước trong này được. Đấy, và hình ảnh tương ứng sẽ cho chúng ta như vậy. Đây, cái phần này, phần quét được, thu được chúng ta hình ảnh, thu được một phần đấy, một phần của bàng quang, cổ bàng quang, một phần của tử cung, cổ tử cung đấy. Đấy, còn định hướng trong siêu âm bụng và siêu âm đầu dò âm đạo, định hướng theo cái hướng như thế này. Khi anh làm quen rồi, chúng ta sẽ định hướng dựa vào, ví dụ đầu dò âm đạo. Định hướng trên đầu dò bụng có khó không? Không khó. Chúng ta chỉ lấy cái đầu dò chúng ta ấn một cái, chúng ta biết nó nằm bên trái, bên phải, bên trái, trên dưới như thế nào. Nếu chúng ta cầm đầu dò sai khi chúng ta chưa quen. Đấy, chưa quen máy, ví dụ như là có những người người ta đặt máy tư thế này, tư thế khác. Đấy, khi chúng ta vào làm thì chúng ta thử xem nó nằm như thế nào, đầu dò như thế nào rồi đúng. Đúng không? Đấy. Còn với cái đầu dò âm đạo ấy thì nó khó hơn, thì chúng ta phải dựa vào các cái mốc giải phẫu. Ví dụ chúng ta dùng đầu dò âm đạo, chúng ta siêu âm, nhưng chúng ta phải nhìn xem bàng quang của bệnh nhân ở đâu thì biết là đấy là trước. Có những cái mốc không thể thay đổi được, với bàng quang có thể thay đổi ra sau được không? Không thay đổi được nhé. Hai buồng trứng có thể giống nhau không? Giống. Thế nhưng mà gì, bàng quang thì không thay đổi được, cho nên là trước sau thì chúng ta cần thiết, đúng không? Cầm đầu dò chứ phải biết đầu đường trước đường sau chứ. À, thì chúng ta phải biết hình ảnh nó là như thế nào, nó ở đâu. Về siêu âm hình ảnh tử cung, chúng ta xác định được vị trí và tư thế. Vị trí của tử cung đây không nói là tử cung ở vị trí trong tiểu khung đâu, bởi vì tử cung không có hiện tượng lạc chỗ giống các tạng khác. Như có trường hợp không có tử cung không? À, tư thế ở đây chúng tôi muốn nói không phải là tư thế nằm trong tiểu khung, mà tư thế nó nằm ở trung gian trái lệch phải. Đấy, chứ không phải là tư thế là nằm trong tử cung hay không trong tử cung. Thứ hai, về tư thế, chúng ta tư thế tức là bệnh nhân cái tử cung này nó nằm ở gập trước, trung gian
ngả sau hay gập sau. Kích thước của tử cung thì ở Việt Nam ấy quy định đo kích thước tử cung đo bằng gì? Kích thước dài đến eo, từ trước ra sau và kích thước ngang. Đấy, đo bằng kích thước đấy. Độ cản âm của tử cung, thường thường hình ảnh của cơ tử cung là đồng nhất, có thay đổi theo chu kỳ kinh. Thay đổi là có giai đoạn cái mạch máu nó tăng sinh lên ở cái lớp cơ tử cung. Thì tử cung nó có lớp như lớp trong này, lớp ngoài này của cơ tử cung. Đấy, ở giữa là có một cái lớp gọi là lớp mạch máu. Chúng ta phân chia như thế là phân chia theo hình ảnh siêu âm. Chúng ta không phân chia theo kiểu giải phẫu. Giải phẫu là chỉ có một lớp cơ tử cung thôi, đó là cả chè cơ chéo. Như vì đây hình ảnh siêu âm chúng ta nhìn thấy có lớp trong lớp ngoài, nó cách biệt bởi lớp giữa là các cái mạch máu. Trong buồng tử cung thì đó là niêm mạc tử cung. Thì độ dày của niêm mạc tử cung theo tuổi, phần trước dậy thì niêm mạc tử cung rất mỏng. Trong chu kỳ kinh ý, thì nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tăng sinh và giai đoạn thứ hai là giai đoạn tê tiết. Thì trong giai đoạn tăng sinh thì niêm mạc tử cung từ khi mà bong ra sau khi hành kinh thì nó sẽ tăng lên từ khoảng độ 4-5 mm, nó tăng lên 7-8-10 mm. Sau giai đoạn tăng sinh thì niêm mạc tử cung tiếp tục dày thêm và chế tiết để tạo điều kiện làm tổ cho thai. Đấy là giai đoạn thứ hai, là giai đoạn chế tiết. Còn với những người mà mang kinh thì niêm mạc tử cung lại mỏng trở lại. Thường thường nó sẽ rơi lại cái niêm mạc tử cung từ 2-3 mm. Và ở những người không điều trị hormone thay thế, đối với những người điều trị hormone thay thế thì nó vẫn dày. Nhưng với những người phụ nữ mà dùng hormone thay thế thì cái tử cung nó không quá sơ xác, nó không quá bé, niêm mạc của nó lại khá dày. Tuy nhiên các chị đừng giật mình nghĩ là một cái ung thư niêm mạc tử cung hay một cái gì đó, hay một cái quá sản niêm mạc tử cung ở thời kỳ mãn kinh. Chúng ta phải hỏi người phụ nữ đó họ có dùng hormone thay thế không. Chúng ta có rất nhiều loại hormone thay thế, từ các loại tổng hợp, bán tổng hợp đến tự nhiên. Cho nên là gì? Khi người ta dùng hormone thay thế thì niêm mạc tử cung có thể dày lên như thế này, thậm chí có thể dày hơn nữa. Và thậm chí có những người sau khi dùng hormone thay thế thì sẽ có kinh. Cái chuyện đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Về nội tiết là nội tiết mình đưa vào từ ngoài. Đây là một vài cái sơ đồ để anh nhìn cái gì tử cung. Cái này gập trước, khoảng ngả trước, gập trước. Phần này phần âm đạo, phần này là phần tử cung. Đấy, eo tử cung. Đấy, tư thế khác. Đấy, đây là ngả sau, trung gian hoặc là hơi ngả sau. Đây là một cái tử cung mô tả là có một cái bàng quang phía trước. Đây là một cái tử cung gập trước. Đấy, cái góc phía trước là góc tù, góc phía sau là góc nhọn. Đấy, đây là tử cung này là tử cung gập sau. Chúng ta nói rằng là đây là cái góc tù ngoài kia, đây là cái góc nhọn. Đấy, trên hình ảnh siêu âm quý anh chị nhìn này, đây là một cái hình ảnh siêu âm cũng khá rõ nét một cái hình ảnh của tử cung với một cái bàng quang là rất là, với một cái hình ảnh bàng quang là rất là căng. Nhưng để nhìn hình ảnh chi tiết của cái u sơ tử cung này ấy, phân tích kỹ hình ảnh chi tiết của u sơ tử cung này thì rất là khó. Niêm mạc tử cung giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 5, tức là sau khi kinh nguyệt, niêm mạc bắt đầu phục hồi trở lại. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tăng sinh, một cái niêm mạc giữa đấy là một cái hình ảnh niêm mạc khá đẹp, một cái niêm mạc tử cung hình ba lá, hay là hình ảnh niêm mạc tử cung hình ảnh cà phê. Thế còn sau cái giai đoạn tăng sinh này, niêm mạc hình ảnh đẹp này đến giai đoạn chế tiết thì niêm mạc sẽ gì? Kém đi ngay. Đấy, có thể dày hơn, nhưng nó sẽ không đồng đều, sẽ không đẹp nét như thế này nữa. Thứ hai, hình ảnh về phần phụ. Chúng ta có thể quan sát bằng đầu dò bụng và đầu dò âm đạo. Đầu dò nào cũng quan sát được, nhưng với đầu dò bụng thì rất khó khăn. Chúng ta có thể quan sát được buồng trứng, vòi trứng, dây chằng mạch máu, vùng chậu và bàng quang, ruột. Đấy. Tất nhiên ruột chỉ là hạn hữu thôi. Chúng ta chỉ thấy ruột, cái đấy biết đấy là ruột thôi. Chứ nếu mà chúng ta siêu âm được ruột thì đã rất tốt rồi, đúng không? Đấy.
Nhưng mà trên siêu âm chúng ta nhìn thấy cái đấy là ruột. Để mô tả hình ảnh của nó thì không mô tả được. Khó. Thì với buồng trứng thì trước khi dậy thì nó chỉ là 0,5 cm khối và thời kỳ sinh đẻ là 0,7 cm khối, thời kỳ mãn kinh là 2-3 cm. Đây là một hình ảnh đẹp trong siêu âm đường bụng. Nhưng mà để có một cái hình ảnh đẹp như thế này trong siêu âm đầu dò âm đạo thì cũng không khó, vì thường thường là nó đẹp. Đây là một hình ảnh cắt đứng dọc. Đấy, đây là gì âm đạo, đây là tử cung, đây là một hình ảnh cắt ngang ạ. Đây có thể là phần phụ, đây là một cái hình ảnh hai buồng trứng. Nhưng mà để nhìn như thế này là gì, là chúng ta chưa được phân biệt được rõ nét. Đấy, một cái hình khác về tử cung có đẹp không? Không đẹp. Không đẹp vì sao vậy? Đáy tử cung chúng ta quan sát được đâu? Có ý thức tiểu. Đấy, đây là một cái tử cung ngả sau, chúng ta quan sát khó không? Rất khó. Trông như có vẻ nó cuộn cái tử cung lại. Đấy là những cái bất lợi của siêu âm đường bụng. À, chúng ta sẽ rất khó khăn quan sát với những cái tử cung ngả sau như thế này. Vì càng nhịn tiểu thì tử cung càng có thể nó đẩy lên trên cao thì chúng ta nhìn thấy. Nhưng có đẩy nó cứ đẩy lùi ra phía sau thì chúng ta sẽ càng khó quan sát hơn. Với một cái siêu âm đường bụng đã zoom ra hết mức để chúng ta nhìn một cái hình ảnh tử cung, à một cái hình niêm mạc tử cung. Và gì buồng trứng thì nó nở, nó nát màn hình, nát hình như thế. Nhưng với siêu âm đầu dò âm đạo lại khác, nó sẽ cho chúng ta một hình ảnh khác.